Thursday. Mặc dù không phổ biến như quần culotte, quần jean skinny, quần baggy cũng là một item chiếm cảm tình của các bạn gái. Quần baggy với kiểu dáng đơn giản, chất liệu thoáng mát sẽ mang đến cho bạn những style khác nhau để ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Nít quần baggy với đồ gì cũng đẹp và thật dễ dàng cho cô nàng đúng điệu. Chỉ việc mặc, mọi khuyết điểm cứ để baggy xử lý. Xin chào các khán giả của Đẹp 24/7. Chúng ta lại gặp nhau và cùng chia sẻ về những xu hướng thời trang mới nhất để có thể trở nên tự tin, rạng rỡ và quyến rũ hơn mỗi ngày. Ngày hôm nay, My Anh sẽ cùng với quý vị tìm hiểu về chiếc quần baggy, một xu hướng đã nhanh chóng xoán ngôi những chiếc quần dài thông thường và bước vào thời trang công sở một cách đầy ngoạn mục. Ngay bây giờ, hãy cùng với Đẹp 24/7 tìm hiểu một vài cách mix đồ với quần baggy các bạn nhé! Cặp đôi hoàn hảo với baggy thì các mix này tận dụng tối đa những ưu điểm với baggy là thoải mái. Một họa tiếp theo là điểm nhấn cho tổng thể. Đáo cho cô nàng dịu dàng mê công sở. Áo sơ mi kẻ caro tay dài, cổ trụ cao 3 phân cho bạn sự cổ điển. Becky mang vai trò của một chiếc quần Âu nhưng đảm nhiệm thêm sự trẻ trung năng động. Màu xám kết hợp với áo kimono cách tân, có thể đi làm, đi học, thậm chí là đi chơi vẫn tạo cảm giác thoải mái và không hề nhàm chán. Có thể thấy quần baggy chính là một loại trang phục mà các chị em công sở không thể thiếu được ở trong tủ quần áo của mình, bởi vì sự đa dạng có thể ứng dụng được với nhiều phong cách khác nhau và ở nhiều hoàn cảnh. Chúc quý vị và các bạn qua những gợi ý của chương trình ngày hôm nay sẽ lựa chọn được những chiếc quần ưng ý. Và thời lượng dành cho chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng với chúng tôi bằng cách truy cập vào fanpage Đẹp 24/7. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!